tháng 10 còn đang sôi sục. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh và nội chiến, cuộc sống còn đạm bạc nhưng tự hào biết bao nhiêu. Nguyễn Ái Quốc đến Petrograd vào những ngày tươi đẹp nhất trong một năm, khi nắng hè rực rỡ rát vàng lên những lâu đài nguy nga và tượng đài tráng lệ. Sống những đêm trắng nổi tiếng của Petrograd và tâm hồn thơ lớn ấy đã rung động như thế nào trước vẻ huyền ảo của những đêm hè phương Bắc. Vị lãnh tụ sau này lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cách mạng tháng 8 thành công đã xúc động, đã suy tư và đã ước mơ nhiều. Trước con tàu rạng đông, báo hiệu rạng đông của một kỷ nguyên mới. Trước cung điện mùa đông, nơi đây đã từng chứng kiến tinh thần tiến công táo bạo xông lên của quần chúng vào giờ quyết định. Trước lâu đài Smolny, chiếc nôi chính quyền Xô Viết gắn liền với trí tuệ thiên tài của Lenin, từ đây người đã sáng tạo thế giới mới. Hồ sơ tài liệu của thành phố Lenin còn ghi lại, năm 1923, đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở tại khách sạn này, khách sạn Astoria, nhìn ra sông Neva. Sau một thời gian ngắn ở Petrograd, đồng chí Nguyễn Ái Quốc được mời về Moscow, thủ đô của đất nước Xô Viết, làm việc với Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Về Moscow là càng gần hy vọng được gặp Lenin. Moscow, thủ đô của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trung tâm của thế giới mới. Lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Ái Quốc đến với thành phố này, xiết bao thân yêu đối với người. Số nhà 10, 12 đường Tverskaya là khách sạn Lux dành riêng cho cán bộ từ mọi phương trời đến làm việc tại Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Dalin đã từng sống chung với đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong ngôi nhà này, trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Lux был одной из лучших гостиниц в дореволюционной Москве на улице, на Тверской улице. Lux là một trong những khách sạn tốt nhất của Moscow trước cách mạng tháng 10. Sau cách mạng, khách sạn này trở thành nhà ở tập thể của Quốc tế Cộng sản. Các cán bộ của Quốc tế Cộng sản, các lãnh tụ giai cấp công nhân nhiều nước từng sống ở đây. Вожди
Tôi nhớ rõ các đồng chí Dimitrov, Togliatti, Hồ Chí Minh đã ở đây. Đồng chí Hồ Chí Minh ở tầng 3 cùng tầng với đồng chí Sen Katayama. Tôi cũng ở tầng gác này, vì thế tôi nhớ rõ hình ảnh kính mến của đồng chí Hồ Chí Minh mà tôi được gặp hàng ngày. Khách sạn Central Nui trước đây là khách sạn Lux. Tầng gác thứ ba. Cả tầng gác có chung một gian bếp. Người cũng như mọi người, hàng ngày xách ấm tự đun lấy nước ở đây đem về buồng uống. Buồng 311. Đây là buồng đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian sống và làm việc lần thứ nhất ở Moscow. Người đã làm việc thâu đêm. Người đã hoàn thành những chương cuối cùng của cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp gửi đi Paris xuất bản. Từ Moscow, trái tim cộng sản ấy càng thương nhớ Tổ quốc Việt Nam. Càng xót xa nghĩ đến đồng bào trong nước, bà con nông dân lam lũ, anh em thợ bị bóc lột đến xương tủy. Bao nhiêu thanh niên ta buộc phải cầm súng cho đế quốc đàn áp đồng bào mình. Năm 1923 là năm thứ 7 của triều vua Khải Định. Tên vua bán nước hôi tanh, tận tụy phục vụ công cuộc gia tăng bóc lột thuộc địa của đế quốc Pháp ở nước ta vào những năm 20 sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thực dân Pháp ở Việt Nam vào những năm đó càng thẳng tay đàn áp đẫm máu những cuộc nổi dậy yêu nước cuối cùng do các tầng lớp nhân sĩ và trí thức phong kiến lãnh đạo. Bất chấp khủng bố, tra tấn, tù đầy, phong trào yêu nước Việt Nam không bao giờ tắt. Nhưng làm thế nào từ tay không vùng lên mà đánh đổ được bọn thực dân xâm lược đang duy trì ách thống trị của chúng bằng bạo lực quân sự? Câu hỏi bức thiết đó đang được đặt ra cho cách mạng Việt.